em nói chuyện em có suy nghĩ, em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả mọi người. Em tên là Dương Thị Yến, hiện là em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Hiện tại năm nay em 25 tuổi. Yến đang làm công việc gì? Hiện tại giờ thì em đang làm bên nhân sự công ty gỗ. Rồi, chào bạn nam. Dạ. Em tên Nguyễn Duy Lành, em năm nay 27 tuổi. Em đang làm nhân viên thống kê tại Bình Dương. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức. Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á. Yêu nhau mấy năm? Yêu nhau được một năm mấy á, năm rưỡi. Sao không lấy? Do ở dưới quê, xa quá. Quê ở đâu? Lấy chứ lại dưới quê, bỏ tại dưới quê. Quê ở đâu em? Em ở Đắk Lắk. Thôi bây giờ tình hình á, hai người cùng ở Bình Dương đúng không? Là sẽ không có cái vụ mà xa mặt cách lòng nha. Dạ. Giới thiệu về tình sử của mình đi. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, ưu điểm của em là rất hay cười, vui vẻ, hòa đồng, rất là biết quan tâm người khác. Điểm yếu của em á, có lẽ là em hơi nói hơi nhanh, nói nhiều nữa. Đâu có nhanh, em nói quá nhanh. Dạ, đúng rồi anh. Nói nhanh không kịp luôn rồi đó. Chậm chậm, tình yêu thì phải nói chậm chậm chút xíu nha. Dạ. Vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào? Tại vì em thích quen gần, chứ không thích quen xa, nên là em muốn quen một bạn nào đó gần gần và có thể là quan tâm em, lo lắng cho em được. Tại vì tiếng em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân. Em ở một mình em dễ khóc, em dễ tủi thân em lắm. Em ở đâu? Em ở Đắk Lắk. À, vậy rồi hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Anh em Đắk Lắk quê Đắk Lắk mà xuống Bình Dương làm việc luôn. Dạ. Nghe nói bên đây cười rất tươi nha. Cảm giác cái người bên kia làm sao? Dạ, có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói là cá tính, giờ nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m56 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới không tới. Em biết. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m7. 1m7 sao kiếm có 1m56 vậy? Bởi vì nếu mà 1m58-60 cao quá em tán không có đổ. À vậy à. Em có sở trường gì không? Em biết đá banh, em biết đánh bi-a. Em biết làm việc chăm chỉ trong công việc. Rồi, những cái gì mà nó thuộc về đặc xấu của em? Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu, uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Rồi, em cảm giác sao kìa đó, những tật xấu của bạn trai. Bạn có hút thuốc uống rượu hả bạn? Dạ có. Em không thích uống thuốc. Em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi. Hứa với cổ rồi sao bỏ thuốc, nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không? Em hút hết nửa quá trong kia nữa rồi em bỏ luôn. Còn nửa gói nữa hả? Gán hút hết hả? Thôi tôi bỏ luôn đi chứ hút chi hết nữa. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em thích một người đó mà trầm tĩnh một chút xíu. Tại vì tiếng em nói rất là nhiều, mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em nói nhiều nữa, không lẽ giờ hai đứa cãi lộn luôn. Ủa thì em nói người ta nghe mà phải cho người ta nói mình nghe chứ. Nói vừa phải thôi chị, chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được chị. Sao em không nói ít lại đi? Em nói em kiềm chế cũng được. Vậy em kiềm chế được sao em bắt người ta kiềm chế? Thôi đó là yêu cầu của em mà. Rồi sao nữa? Em khá là bướng, lì lợm nữa, nên là em không muốn bạn đó là nóng tính quá. Tại vì nhiều khi em nóng lên, nhiều khi em lì lên rồi là em bất chấp, tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi. Bạn trai của em thì biết quan tâm gia đình, tại vì em là thuộc tiếp gia đình chị, sống rất là tình cảm, nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á, bản lĩnh một chút, tức nghĩa có thể lo cho em được. Em lo được cho bạn gái không? Dạ được. Em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều? Em tùy lúc buồn thì nói ít, mà nếu vui vui thì nói vậy thôi. Em buồn nhiều nhiều đi nha. Thôi, em có biết hát hò gì không? Hát thì vui vui thì nghiêu ngao thôi chứ em không có biết. Bây giờ nghiêu ngao thử coi nó như thế nào. Nghiêu ngao mà vui nha. Thôi. Không, em hát nhạc buồn không à, chứ không có hát nhạc trẻ. Nó buồn rồi. Không, nhiều khi em hát buồn mà người ta vui. Bắt đầu. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình. Buồn. Em hát dưới cười. Ủa gì kệ, nó cười kệ người ta. Cứ hát. Rồi, bắt đầu.
Em xin hát một đoạn của bài hồi nãy. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình, nhớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã không yêu chứ phù tình nhau. Wow. Trời ơi, hát xong nữa tôi khóc luôn á. Mặt mày có duyên ghê, dễ thương. Tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ nãy giờ nhìn rất là có duyên. Có em duyên. Hát ta cười là có duyên rồi đó. Nghe nè, đeo vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chật xinh chật nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À, ủa, lấy vợ cho ba, lấy vợ cho em. À quay, ý là mày lấy vợ rồi. Mày nào? Ý là ba em nói em á. À, đeo vòng này cuối năm này lấy vợ cho thằng lành. À, khi nào đám cưới được? Tùy bạn nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? Em biết, ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi. Cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. À, nhưng mà ở Bình Dương là hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Em sao? Sao ông nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì là cuối năm rồi, cái năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho anh ít. Ba má em nói mượn. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng nó nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng chứ, tại tôi nói gì đâu, đúng chứ sống đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái. Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Không này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay. Nhạc trữ tình. Phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài, mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Người ta khi người ta hát hay á, cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích. Nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài, bên ngoài. Cảm ơn nha. Dạ. Rung quá, làm rung quá. Bây giờ ngồi rung quá này rung rồi. Rồi dễ thương lắm em. Hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi một lúc một nhiều lắm. Bạn bè em, đồng nghiệp của em. Rồi đâu những người bạn nào của bên đây nãy giờ cười quá trời mà. Rồi chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Long, em là em trai ruột của anh trai em. Trước tiên là Long nhìn thấy chị gái ngồi bên đây như thế nào? Dạ chị ấy rất là dễ thương và xinh xắn. Em có một vài cái đánh giá về anh trai của em như thế này. Anh trai của em là một người rất là thật thà, hiền lành. Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ, có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó, thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu. Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể dạ, tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo. Thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định. Có nút thì cứ bấm. Có nút thì cứ bấm. Bay sao được em. Rồi ý mình có đi với ai ủng hộ mình không? Em đi với bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị. Rồi. Em tên là Thanh ạ. Dạ em ở cùng phòng với Yến được 6 năm rồi chị. Bạn thấy anh này sao? Dạ em thấy anh này thiệt thà đó. Có gì nói đó. Nhưng mà hơi nói nhiều rồi, có hợp với bạn em không? Thì trong lúc hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao? Thấy này dễ thương ha. Dạ. Rồi cảm ơn người nhà. Để anh xem coi đàn gái thế nào xong thông báo cho nha. Ha. Dạ em chào anh. Trời em dễ thương quá. Anh mình nhút nhát lắm. Thằng ông cũng hơi nhút nhát, em có lo gì không? Dạ không, em mạnh mẽ rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như em là trụ cột gia đình ha. Thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi, chứ tiền bạc thì trầm trụ cột chị. Em thích lãng mạn không? Cũng một phần, một ít thôi. Trời mưa rồi, hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng, quỳ gối rồi cầu hôn không? Không anh, em dễ bị cảm cúm lắm. Tại vì em đi mưa lại cảm cúm mà, nên là thôi. Thôi thôi, cái đó khó quá, bỏ qua. Dạ, bỏ qua. Khéo màn lên. Chuẩn bị tinh thần nha. Cô kia đẹp lắm á. Bắt đầu, gặp. Em chào anh. Gì vậy? Gì? Đó. Dạ, cảm ơn.
ở đây nữa. Nhìn anh Linh chi nhìn hoài vậy? Nói gì đi, tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì hết nữa. Ngay ở đầu gặp mặt, tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi hai ba. À, món quà này mới mua nãy. Hèn chi nó ế lắm, phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi, đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà anh ở đó, anh ở huyện nào anh? Cà Đông Năng. Cà Đông Năng chỗ nào anh? Ở gần cầu Phú Sơn á. Trời, coi chừng bà con nha. Cái cách nhà em có mười mấy cây à? Mười cây. Em ở Tó. Ai Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con, coi con biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở Tó luôn á. Mày vô duyên gì trời. Dạ. Có nhắc chuyện đó. Không lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Tó, em ở chỗ nào vậy? Em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có gần yêu cũ anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Được, được. Bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn ấy lanh ghê á. Với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy đi. Thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Dạ. Tiếp đúng rồi. Ừ. Ừ là cái gì? Mới dạ thưa em, anh rất là thích em, nói đi. À, thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em, nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh rụt rè hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em vậy, thấy quỳ xuống cầu hôn cái cho nên thôi khỏi anh ơi, bỏ qua anh ạ. Khó quá. Nói gì đi, anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mấy em, anh thích em, còn yêu thì chưa được rồi. Nó được không? Nó được yêu không? Được, nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Còn sao nữa? Chẳng lẽ là em thắc anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3. Hai. Một. Hết thời gian. Cô bấm rồi đó, cô bấm rồi. Không không? Nắm tay của cái đi. Không cái đi. Không cái đi. Không, không quá. Dạ, dạ, được rồi đây. Xin về em dạy cho mấy khóa em nha. Mấy khóa về tình yêu nha. Nào, chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim để các bạn có thể có cái không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn ha. Dạ, thầy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Mà đặc biệt chương trình ngày hôm nay còn quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 15 triệu đồng trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Chúc mừng các bạn. Nào, bây giờ ta dẫn đi xem phim nha các bạn. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại tự tin. Cái về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao. Da sáng, cao tầm khoảng 1m6, căng mặt hiện đại. Oh, dễ thương quá cặp này. Cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời ngồi. Lên, lâu quá không ạ. Mình có thể giới thiệu sơ nét về mình cho cô gái bên kia được biết. Chào quý vị khán giả. Chào chị Tường và anh Linh. Mình tên là Huy Long, đang là kiến trúc sư, hiện công tác ở Bình Dương. Long bao nhiêu tuổi? Bí mật tí được không chị? Rồi thôi, người ta muốn bí mật mình cứ cho người ta bí mật đi. Dạ. Rồi tới phiên em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Khu Thị Diễm Thúy. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang 27. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh sản phẩm, những cái mặt hàng
cho em bé đó chị. À vậy dạ. Hả? Quê em thì ở miền Tây là... Dạ. Miền Tây ở chỗ nào em? Ở tỉnh Cần Thơ chị. Cần Thơ. Dạ. Còn anh là quê ở đâu? Mình gốc Đà Nẵng anh. Và làm thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 17-18 năm. 17-18 năm thành phố mà chưa tìm được một mối tình nào cho mình để mình có thể chung họ đi suốt cái con đường đời này hay sao? Dạ. Lúc đầu thì có thể là kinh tế nó chưa khống chế được tình yêu. À, lạ quá nha. Sau này thì cũng đi làm, công việc áp lực là cũng có ít. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình thì cũng chưa có gọi là mối tình. Nhưng mà hồi cấp 3 cũng có một mối tình. Nhưng mà bạn đó lại đi nước ngoài. Nhưng mà bây giờ bạn thấy là kinh tế bạn đã khống chế được tình yêu chưa? Em nghĩ là được đó chị Tường. À, rồi, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì em có thể là nấu ăn được, chăm sóc gia đình, có thể giữ tiền được. Khuyết điểm của em thì chắc là hơi cầu toàn một chút. Nhiều lúc thì do suy nghĩ của em thôi, chứ thực tế thì không phải là như vậy. Tất cả mọi thứ mình đều muốn nó hoàn hảo. Dạ đúng rồi. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 3 mối tình rồi. Mối tình thứ nhất thì chỉ là tuổi học trò thôi nên không sâu sắc. Mối tình thứ hai thì do khoảng cách nên tụi em chia tay. Mối tình thứ ba thì bạn của em phải đi tu nghiệp ở nước ngoài á. Vậy là cũng xa cách luôn. Dạ đúng rồi, nên tụi em chia tay. Hai người cũng giống nhau nha. Bạn muốn tìm người yêu như thế nào? Nếu mà chiều cao thì 1m65 trở lên thôi. Công việc ổn định, biết chăm sóc cơ thể, thích tập thể dục hoặc là chơi thể thao gì cũng được. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì hạn chế một chút. Dạ, không có gia trưởng. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại, tự tin, đi làm nhưng mà cũng phải biết cách chăm sóc gia đình, quan tâm gia đình một chút. Rồi, nãy cô gái đó nói vậy thì anh thấy sao? Tương đối là hợp ý của... Hợp ý với mình đúng không? Anh thích tìm một người phụ nữ như thế nào? Trước về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao? Da sáng, cao tầm khoảng 1m6. Tính tình thì tự tin, giản dị một tí. Rồi. Đặc biệt là không có chi ly quá trong vấn đề là chi tiêu. Không có cái gì? Không chi ly á. Không có chi ly, tính toán nhiều quá chị. Thế mạnh của anh là gì? Thích các cái đồ điện tử, vẽ đẹp, vẽ tính. Đúng rồi, chú sư vẽ đẹp rồi. Rồi anh có điểm yếu gì? Điểm yếu là bụng hơi đùi tí. Cũng hay để ý ăn mặc này kia đó. Anh thích người phụ nữ ăn mặc như thế nào? Ăn mặc thì nói chung nó hợp với hoàn cảnh thôi. Mình thì mình thích là nên ăn mặc hiện đại. Hiện đại. Trải trung. Dạ. Anh đang chuẩn bị vẽ cái gì? 27 là sinh năm mấy anh Linh này? Em sinh năm mấy cưng? Dạ em sinh năm 89. 89 tuổi con rắn. Được không? Dạ không sao, em thì không quan tâm tuổi lắm. Hỏi để em có cái mục đích riêng. À, để vẽ hình con rắn tặng người ta hả? Sao chị biết? Tại chị tuổi rắn. Ủa tuổi trưởng rắn hả? Rồi để em vẽ chị. Lớn hơn con giáp. Giờ mình lấy nhau mình có nhà cửa ở chưa? Dạ căn hộ nhỏ nhỏ thôi. Ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Rồi bây giờ mình vẽ cái gì, vẽ cái đi. Chị Tường thấy sao? Cái gì khuôn mặt hay là tròn tròn bầu bỉnh. Tròn màu bỉnh. Nước da trắng sáng. Tóc dài thắt bím. Tóc dài. Đeo mắt kiến cận giống bạn. Đeo mắt kiến luôn. Đúng rồi. Bầu bầu đúng không chị? Mặt tròn trịa, thon gọn, xinh xắn, le lưỡi phùng mang. Còn bà vẽ sao nhìn thấy ghê vậy? Nhìn thấy đóng đồ đi bon quá nhỉ. Hơi sexy chút. Sexy à chị? À, thích sexy. Nếu anh Linh ngồi đây sao biết sexy? Đoán. Hay quá, kinh nghiệm. Ok. Rồi đi đây tôi giữ luôn cho. Dạ giữ tí. Giữ cái đó. Chờ chút xíu qua coi cái hình này thế nào nha. Trời ơi, dễ thương quá. Chụp hình không? Em không dám xem hình đâu. Không dám xem hình đó. Đây nè. Giống không? Sao anh không cho em xem quá? Em xem thì em đánh giá coi như thế nào nha. Bắt đầu. Trời ơi. Ha, được không? Thấy nó khủng hoảng hay là nó... Dạ đúng rồi. Hả? Tranh biếm họa. Thôi đây cũng là cái ấn tượng ban đầu ha. Này ta dạ. Tưởng tượng thôi, ta có dạ. Thấy em đâu. Thôi. Em cũng vẫn cảm ơn đầu tiên có người vẽ em đẹp như vậy. Anh thích người lớn tuổi hơn mình hay người bằng tuổi mình? Cái tuổi thì em giới hạn thôi, nhưng mà do tính cách, do con người nữa. Nhưng mà ngoại hình thì nhìn không có phải là già lụm khủng lắm. Anh cũng già cũng đi lụm khủng mệt. Em có biết vẽ ảnh lại không? Thấy gì thôi. Dạ không đâu chị ơi. Em đánh giá bức tranh này mấy điểm? Em cho bức tranh này 4 điểm. 4 điểm là rớt rồi. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay anh đi với người thân nào? Dạ mình đi với anh Nguyên là bạn từ hồi cấp 2. Riêng về bạn Long ấy, thì mình chơi bạn ấy cũng rất là lâu rồi. Bạn có cái ưu điểm là trong công việc nhà có vẻ là tương đối chỉnh chu, sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng mà cũng có cái điểm dở nằm ở chỗ đó, rất là kỹ tính. Long là người nói chuyện với phụ nữ là tương đối nắm bắt tâm lý.
nói chuyện là tương đối trôi chảy. Bạn gái bên này thì rất là dễ thương, có lẽ là bạn Long là sẽ cảm thấy phù hợp. Rồi, bạn gái đưa hình cho người thân mình coi thì sao? Em có đi với một chị đồng nghiệp mà cũng là bạn thân của em luôn ạ. Theo em thấy thì cái anh bên đây á, đúng là người, cái mẫu người của gia đình á, cũng kỹ tính, cũng hợp với bạn của em. Với lại anh cũng có nghề nghiệp ổn định, thì bạn em xa quê cho nên cũng muốn tìm một người nào đó để cho lo lắng cho bạn, để bạn ổn định được cuộc sống ở trên Sài Gòn. Theo em nhìn á, em đoán chắc anh này tầm khoảng 37, 38, không biết đúng không. Em thấy thì anh cũng còn trẻ. Cũng còn trẻ. Thấy đẹp trai không? Theo em thấy đẹp rồi đó. Bé bạn em không biết nó chịu không vậy đó em. Rồi, cảm ơn hai người thân. Chúng ta cho hai gặp mặt đi, bây giờ nói qua nói lại. Rồi, kéo màn lên. Nghiên cứu kỹ có cái gì thắc mắc nữa nha. Dạ, chào Thúy. Dạ. Chắc vui được lần đầu làm biết em. Dạ. Mày chắc bị chơi. Cái này là một bộ hộp đựng mứt hay đựng kẹo gì đó. Nếu mà dạ, mình thích thì mình đựng, có thể đựng vàng, kim cương gì cũng được. Dạ, dạ em cảm ơn anh ạ. Tặng cái hộp này cất rồi mai mốt rồi hẹn hò đó, yêu nhau rồi cái anh cứ gì anh tặng nhẫn vàng hộp xoàn bỏ vô đó, bỏ vô, bỏ vô. Dạ, dạ. Vô cái dù tuổi đi để coi hợp nhau không. Nè bây giờ chị 39 tuổi đó, em đoán chị đoán ảnh đi nhiều. Thôi nữ với nam mà chị. Anh lên 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 đi. Anh 30 đó. 30 cách đây 20 năm đó. Giống như bạn em đoán, khoảng 35-37 tuổi. Anh thì sinh năm 79. Dạ. 79 là mới 37 tuổi thôi. Dạ. Anh suy nghĩ về tình yêu á như thế nào? Đơn giản là khoảnh khắc thôi. Còn tình yêu mãi mãi thì anh thấy nó cũng không, anh không tin lắm. Nhưng mà những cái khoảnh khắc mà nó tạo nên cái tình yêu á là nó sẽ là làm cho mình nhớ mãi. Vậy là sau đó mình sống với nhau nghĩ gì về tình? Có thể là nhiều tình, tình đồng chí, tình bạn, tình vợ chồng, đồng đội gì đấy. Từng giai đoạn vậy tư. Cũng lạ nha. Em thấy cũng lấy trong cái khoảnh khắc nhất định thôi, còn sau này ở với nhau là do trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận. Dạ chắc vậy. Em muốn hỏi anh á, anh có phải là người hứa nhiều mà không làm không? À anh không hứa. Cho nên anh không có làm gì hết. Có đúng như vậy không anh? Không phải, vấn đề là mình làm thôi, chứ còn hứa thì anh không có thói quen hứa. Bây giờ mỗi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Thì lúc mà chị Tường có miêu tả thì mình có vẽ sơ ra thì mình thấy cũng gần giống rồi đó. Mình thích nhất là cái nụ cười tươi. Dù có thể là không có xinh lắm nhưng mà nụ cười nó phải tươi. Nó thể hiện con người mình lúc nào cũng tự tin vui vẻ. Anh cũng hơi bất ngờ là cái tuổi của em là anh cũng trẻ hơn cái tuổi tí. Anh mong là mình sẽ có những cuộc hẹn tiếp sau cái chương trình này. Anh thì chắc chắn bấm nút. Còn nếu em mà không bấm thì anh có anh bấm giùm. Đây, nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Đúng rồi chú anh, chúc mừng. Như vậy là cả hai cũng bấm nút rồi ha. Rất là vui. Là hãy nắm tay nhau. Thấy cảm giác thế nào? Dạ, em hồi hộp ạ. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng là hai người sẽ có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, tại tất cả các hệ thống của áo cưới Allen, nếu như các bạn tiến tới Hùng Nhân. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Thủ em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thôi. Trời đất ơi. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu đi em. Dạ, đầu tiên em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Ngọc Đan Phượng. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là em bán bún bò. Bán bún bò? Bán ở đâu? Dạ, em bán ở nhà tỉnh Bình Phước chị. Thị xã Bình Long. Bình Long, Bình Phước. Là quê mình Bình Phước luôn hay sao em? Dạ, quê em là ở thành phố Hồ Chí Minh.
xuống Bình Phước bán bún bò. Dạ. Bây giờ là sống dưới đó luôn. Dạ. Rồi, có nghĩa là hôm nay từ Bình Phước lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên cạnh và chào toàn thể mọi người ở đây. Mình là Trịnh Ngọc Dũng, mình đến từ Bình Phước và quê quán cũng như bạn gái bên cạnh là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình thì lập nghiệp trên đó và hiện tại mình đang sống ở Bình Dương. Trời ơi, hay quá vậy ta. Ngày xưa thật là xưa, có hai bạn quê thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp Bình Phước, không bao giờ gặp nhau, và ngày nay hai bạn đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó là cái duyên đầu tiên ha. À, hỏi coi có gần nhau không? Em có nghe qua là bạn mình Long và em ở Lộc Ninh là cách bạn khoảng 20 cây số. 20 cây số. Em làm nghề gì nãy giờ em chưa giới thiệu? Em hiện tại là kinh doanh một quán trà sữa. Bên bán bún bò, bên bán trà sữa. Ăn bún bò, uống trà sữa có sao không ta? Chắc không sao đâu. Được không? Được ạ. Được ha, hợp lý ạ. Vậy là phối hợp kinh doanh được phải không anh? Hai bạn có thể làm ăn khá rồi đó. Thì tụi mình sau này cứ hợp tác làm ăn đi. Bây giờ mình giới thiệu cho bạn trai nghe ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Em năng động. Em thích công việc cũng là kinh doanh tự do giống như bạn trai ở bên á. Em có khả năng sáng tạo nhiều và nếu mà nói về công việc kinh doanh á thì em thích đi đầu những cái xu hướng mới. Khuyết điểm thì em nhiều lắm. Ví dụ? Làm biến vào việc nhà. Rồi em bán quán ai dọn dẹp? Dạ, mướn người hết chị. Mướn người hết? Dạ. Em làm cái khâu gì trong cái bán quán? Em múc tô tính tiền thôi chị. Em múc cho anh hai tô bên đây của em. Đang đói à. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em thì sao? Khuyết điểm là khi tiếp xúc với người lạ thì em hay trầm tính và ít tiếp xúc được. Thứ hai là em khuyết điểm anh hơi kỹ tính nên đang ra nhiều người nói em là khó chịu. Có nghĩa là mọi thứ sạch sẽ đó. Còn cái ưu điểm thì em có thể nấu ăn được, biết lắng nghe chia sẻ với mọi người. Anh thấy cũng đâu có gì khuyết điểm lớn đâu đúng không? Dạ, ý là kỹ tính quá thì nhiều người họ sẽ cho mình là khó chịu, chu toàn quá. Phải là chu toàn hết. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hiện tại trải qua đã 2 mối tình rồi. Mối tình nào là dài nhất? Mối tình là cấp 3. Sau này thì chỉ tìm hiểu một vài người và không hợp thì chỉ vài tháng là... Vài tháng, cũng chưa phải gọi là mối tình ha. Dạ. Rồi tình trường mình sao? Trải qua mấy mối tình rồi em? Em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là quen nhau được 1 năm. Lý do sao chia tay? Anh không chịu cưới. Em có nói với anh không? Em có nói, em cầu hôn luôn chị. Em cầu hôn trai luôn hả? Dạ, em cầu hôn mà từ lúc mà theo đuổi cho tới tỏ tình là em làm hết á anh. Trời đất ơi, cô bên kia cá tính mạnh mẽ lắm mà nha. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích đàn ông tính tình hiền lành. Bên đây có hiền đó. Có đạo đức. Có đạo đức. Đạo đức có luôn. Em không có ngại cái chuyện mà khó tính hay là kỹ tính đâu. Em nói là em làm biến việc nhà thôi. Nhưng mà thực chất là gọn gàng sạch sẽ thì phải được. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều chị. Bạn này ít nói, đúng như ý em luôn. Chững chạc, biết nhường nhịn. Tại vì em á, là em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Cao thấp, mập lùn, mang yến đen thế nào, nói luôn đi. Tướng thì chắc là cao bằng em trở lên. Em cao 1m65 chị. Rồi. 65. Bảo đảm luôn. Anh cao mét nhiêu anh? Trên 65. 65 rưỡi. Được không? Tại vì bình thường em ăn nhất cao không à. Còn gì nữa? Quần áo, ăn mặc sao? Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Chào em. Dạ em chào anh. Đáng lẽ em phải thích bạn trai đẹp chứ. Thì cái đó là chắc hên xui thôi anh. Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thôi. Trời đất ơi, nó rách đều luôn á. Dạ không sao, dép lào, quần rách, nói chung là ăn mặc đơn giản một tí. Nhưng mà vậy đi với em ra đường không xứng rồi sao? Không chị, đại gia với chân dài mà đại gia đâu còn đẹp. Cái cô này có những cái suy nghĩ lạ lắm nè. Được. Ghét cái gì nhất cái tật xấu của đàn ông á? Hay nói xấu người khác á? Em có nói xấu ai không em? Thỉnh thoảng anh. Thỉnh thoảng. Trời đất ơi, nói xấu ai vậy? Thỉnh thoảng anh nói xấu vợ thôi. Thỉnh thoảng nói xấu vợ sau này anh. Vợ em nên đâu sợ đâu, cả sớm đều sợ mà. Anh thấy bên kia yêu cầu sao giống em dữ lắm luôn rồi đó. Ha? Giống 80% trở lên á. Bây giờ bạn trai ơi, bạn gái kiểu như là sống tự lập, hơi cá tính, bản lĩnh, em có ngại không? Dạ không ạ. Về là vợ coi như là nắm quyền hết không? Tại vì nếu mà được những người phụ nữ và là bản lĩnh như vậy thì chắc chắn thì em sẽ thành công hơn bây giờ nữa. Đúng rồi, có nhiều người sợ vợ mình sợ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Hay đuôn rách đúng theo yêu cầu của bạn. Sao cái đó nổi quá vậy? Em thích gu vậy đó hả? Dạ đúng rồi.
Rồi trên tay, ủa sao con trai đeo vòng chi vậy? Thì mình thích thì mình đeo thôi chị. Ủa cái đó vòng nữ em ơi. Đâu, cái này của Tài Thiên mà. Cái vòng kim cô hả? Đúng rồi. Ai đeo cho em vậy? Em tự đeo, thích thì mua thôi. Rồi bài thần chú ai giữ? Bài chú thì để sau này vợ giữ. Ờ, đưa cho vợ ha. Dạ, quậy quạng vợ đọc thần chú là nó siết vô đúng không? Dạ đúng rồi. Đàn ông mang vòng, đeo vòng mà mang giày cam thì cũng không. Anh bên này cái gu thời trang cũng lạ lắm nha. Ủa, giày đỏ chứ. Đỏ mà đỏ chói giống cam luôn á. Bên này cô này rất là fashion rồi. Bên này ta có gu, bên này hơi gu lạ. Em có hút thuốc, ăn nhậu, cờ bạc gì không? À dạ hút thuốc thì không. Ăn nhậu thì thỉnh thoảng lâu lâu có hội họp bạn bè chứ không thường xuyên. Ủa con trai biết nhậu được không? Dạ em biết nhậu luôn mà. Ủa vậy hả? Em nhậu nhiều không? Người ta uống nhiều em uống nhiều mà chị. Ngang ngửa con trai luôn hả? Lần em uống nhiều nhất là bao nhiêu? Chắc là hai nửa thùng. Hả? Thôi chịu nổi không cưng? À, thì em rót bia cho bạn uống được. Hai bạn này thấy hợp á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh bạn em. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Về bạn trai thì rất là phù hợp với cá tính của Phượng. Phượng có cá tính rất là mạnh. Phượng thích kinh doanh, mạo hiểm, tiếp phụ nữ, năng động, luôn hướng về phía trước, không muốn dừng lại phía sau. Phượng không phải là một người phụ nữ, tiếp phụ nữ ủy mị. Bạn ấy rất là mạnh mẽ, không được thì bạn ấy sẽ cho qua. Hai người rất là tương đồng. Mình thì thích uống trà sữa, nên mình rất thích anh ấy. Rồi. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với anh chị và những bạn đồng nghiệp cùng chung chỗ làm. Anh chị ruột á hả? Dạ. Dạ, anh chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Thì em là chị ruột của Trịnh Ngọc Dũng. Em thấy em là nó hiền. Còn đối với bạn gái thì nó thích một bạn gái mà cái mẫu mực có chững chạc xíu. Không như tống tính, không tính tình con nít. Như bạn gái đây thì đã chững chạc rồi, đã tiếp xúc ngoài đời thì không còn con nít trẻ con nữa. Thì em nghĩ hai bạn này sẽ tiến với nhau rất là được. Giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn sẽ tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Anh có món quà đó là sản phẩm của quán anh, đó là trà sữa. Em cảm ơn. Tặng em cái cổ xí ngầu này. Anh tên Dũng, anh bao nhiêu tuổi mà em không có được rõ. Nãy anh chưa giới thiệu tuổi mà. Ủa vậy hả? Sinh năm 90, anh hiện tại 28 tuổi, còn em? Em nhận anh 2 tuổi. Chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Thấy ảnh sao? Anh rất là hiền. Bạn gái hôm nay là đã ngoài sức mong đợi rồi chị. Có nghĩa là những cái gì mà lúc em đăng ký thì hầu như là hoàn hảo và ok hết. Cũng lạ ha, lần đầu tiên gặp bạn gái quất hai cái đùi gối đưa ra. Thì cái gì mình cũng phải tạo từ đầu tiên chị. Nếu mà không hợp thì sau này khỏi luôn. Còn nếu mà hợp thì mình quen tiếp. Dạ đúng rồi, quan trọng là cái nhìn đầu tiên mà em thấy anh ấn tượng thật á. Để cho em nhớ. Thích không em? Thích. Dạ thích là được rồi. Rồi sinh con cái thì sao? Anh thích con trai hay gái anh? Đó là con của... Con của mình. Mình đúng rồi. Còn trai gái thì vấn đề đó thì không quan trọng. Em thích con gái đầu lòng. Bạn nữ cũng là một cô gái mạnh mẽ. Em có thể bày tỏ cảm xúc của mình phút này với bạn trai. Em ngại lắm chị ơi. Bữa em cầu hôn người ta được mà. Bây giờ em hát tặng bạn trai một bài đi cũng được. Có bài Bún Bò Ơi đó. Bún Bò Ơi. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã mất anh rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp, không có cảm xúc, không có cảm tình, chúng ta không bấm vì nhiều người khác sẽ dành những cái sự ưu ái đó cho chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương, không phải bấm nút để làm bạn, để hợp tác kinh doanh nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai bạn chúc mừng, nắm tay nhau nào. Các bạn đã chính thức hẹn hò nhau và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, hướng đến một cái hạnh phúc bền lâu nha. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Và một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn.
với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Cặp này ấn tượng quá ha. Rồi, và như vậy là cặp đầu tiên đã hẹn hò với nhau rồi, rất là vui đúng không? Ta sẽ tiến tới với cặp thứ hai của ngày hôm nay xem như thế nào. Xin mời. Tóc dài thì càng tốt. Anh ơi, em tóc ngắn lắm luôn, tóc tém. Sao về anh nuôi cái dài nè? Em rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu xong em lười dọn lắm. Để em nấu em dọn nha. À, cảm ơn anh. Mời bạn nam. Trời. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Dễ thương. Rồi, em giới thiệu về mình đi em. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và các bạn khán giả. Em tên là Chu Thị Thanh Nguyệt. Em 24 tuổi, em đến từ Bình Thuận. Và hiện tại em là nhân viên kinh doanh của sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình. Dạ. Em họ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. À, chào chị Quyền Linh. À, sorry. Chào chị Quyền Linh thì cứ nói đi, sao đâu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Và xin phép chào tất cả mọi người ở trường quay. Em tên là Nguyễn Trần Trung Thảo, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm nhân viên giao nhận ở phòng cung ứng của một khách sạn ở quận Nhất. Bạn Thảo. Dạ, em tên Thảo. 20 mấy tuổi? Dạ, em 28. 28, bạn bên kia Nguyệt là 24 tuổi. Ưu điểm, khuyết điểm của các bạn. Rồi, mời bạn Thảo trước. Dạ, ưu điểm thì em làm việc rất là nhiệt tình tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày. Và cái chân thật, không có hút thuốc lá hay là uống rượu, tứ độ từ liền không có. Khuyết điểm là khuyết gì? Khuyết điểm thì có lẽ em người đầu tiên tiếp xúc với em, có lẽ mọi người được nhận định là em ít nói và em cũng khá là rụt rè trước đám đông. Rồi, mời bạn gái. Dạ, về ưu điểm của em thì em khá là độc lập và em khá là mạnh mẽ. Mọi người nói cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Em rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu xong em lười dọn lắm. Thì cuối cùng nấu bài ra ai dọn? Nhưng cuối cùng vẫn phải dọn. Để em nấu em dọn cho, sao? À, cảm ơn anh. Còn gì nữa? Thì em biết chơi cờ tướng. Em có từng được giải huy chương bạc cờ tướng. Wow, cuộc thi em gì? Thi ở giải trường ạ. Huy chương bạc cờ tướng luôn á hả? Dạ. Còn bạn trai có biết cờ tướng không? Dạ biết, nhưng mà em chưa có huy chương rồi hết. Em có mang một bộ cờ tướng. Wow. Nếu như mà có thể thì lát nữa cuối chương trình mình có thể chơi. Không, thử. Không, bây giờ cái này nè, khỏi cần cờ tướng. Chúng ta giao lưu đánh cờ tướng trong trí tưởng tượng. Tôi bài bằng cờ tướng lên rồi đó. Bây giờ nữ đi trước, thử coi sao. Vào pháo đầu. Lên pháo đầu. Lên mạng. Rồi, gì nữa? Chí tốt trên pháo đầu bên phải. Ra xe. Chậm quá vậy. Là hiểu huy chương bạc với huy chương đồng rồi đó. Nhưng anh ơi, chứ chưa tới đồng đâu. Bạn nam, có cái tài lẻ gì mình phải thể hiện coi. Đánh cờ là mình thua bạn nữ rồi đó. Thôi hát đi. Giọng này hát hay nè. Được giọng không, này được hay không? Lắm nè. Giọng ấm à. À, vậy em xin phép hát một bài. Em hát cũng không có hay lắm. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what love is, heaven got a clue. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We only here today. Giọng mình lớn mình phải hát cho nó có hồn lên. Hát giống như buồn ngủ trưa quá. Nè, bạn gái, đáp lại liền em. Hát thì không phải sở trường của em. Đấy. Tuy nhiên là em có một biệt tài là các thể loại nhạc em chuyển hết thành cải lương. Rồi, trời ơi, vậy là quan quá. Đi đặc được biệt đó. Nữa. Làm luôn. Làm luôn đi em. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Vô vô cải lương, vô cải lương. Cải lương, cải lương đâu, cải lương đâu. Nó có cái âm hưởng lúc nào cũng âm 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 vậy. À. Thôi em có vô cải lương được không?
Dạ thôi anh ơi. Trời ơi. Anh Linh anh mê bà này lắm, anh tính chờ em vô khúc cải lương đó chứ. Tôi phá vô cải lương bà này à. Ngoài ra là em có một cái nữa, sở thích của em là đá banh. Đá banh nữa? Dạ em từng có một huy chương vàng và một huy chương đồng giải trường. Em đá ở vị trí nào? Dạ tiền đạo cắm và hậu vệ. Trời ơi sao dữ vậy ta? Tiền đạo cắm là đứng con chỗ đó. Dạ đứng và xúc mà anh. Bạn trai có biết môn thể thao nào không? Dạ em có bơi lội với chơi bóng rổ, lại cũng có đi tập gym chút xíu chị. Có chơi banh đũa nữa được không? Dạ. Nãy giờ tài năng quá rồi, giờ tới tình trường đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? À mọi người hay đùa là khi nhìn trên đường tình duyên của em nó bằng phẳng quá, tại vì đi suốt mà không có vấp phải ai cả. À, dạ chưa có một mối tình nào luôn. Dạ thực sự là chưa. Chưa hôn nụ hôn đầu luôn. Chưa luôn. Lý do tại sao em chưa tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? À dạ tại vì thời điểm này em nghĩ là công việc của em cũng khá là ổn rồi. Em nghĩ là mình nên cho bản thân mình và người khác một cơ hội. Bên này chưa có mối tình dắt dai nào nha. Dạ à, em thì cũng thật sự thì nó chính thức thì chỉ có một cái mối tình là học trò đó chị. Bạn đó thì bạn đi Mỹ rồi nên là cũng từ đó về sau không có thương ai. Chúng ta sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em nghĩ thì em cần bạn nữ chỉ cần biết kính trên nhường dưới, biết lo lắng cho công việc trong việc nhà. Đó là thiên chức người phụ nữ rồi. Cái mẫu hình lý tưởng á có hình dung một giống ai không? Em thấy giống chị Cát Tường cũng là người phụ nữ rất là tốt rồi. Cảm ơn em. Tóc dài thì càng tốt. Tóc dài càng tốt. Anh ơi em tóc ngắn lắm luôn, tóc tém. Sao đâu về anh nuôi về dài ra. Bạn gái mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Tính của em cũng hơi có tính mạnh thì em muốn một bạn trầm một chút xíu, cao khoảng chừng 1m7. Em cũng muốn bạn nam của mình cũng có cái mục tiêu trong cuộc sống, ví dụ bấm nút, ví dụ quen nhau, ví dụ sau này cưới, thì khi mình có con cái thì con cái mình sẽ có một môi trường thật là tốt. Nói chung là phải có cái định hướng phát triển tương lai. Chính xác là như vậy. Con trai đồ con quá ha, chắc hợp gu bạn gái che chở được. Thích là bao lâu em kết hôn? Em muốn bao lâu nữa? Em nghĩ là mình cái thời gian đó không quan trọng, quan trọng là hai người tìm hiểu và hai người phải hiểu nhau. Mình có phải làm dâu không? À, hiện tại thì em đang ở với mẹ nhưng mà mẹ em thì cũng không có tư tưởng là phải làm dâu. Em có ngại khi người bạn gái mình mạnh mẽ quá không? Sao chị? Tại vì mình là người đàn ông, mình là người gánh vác trong gia đình. Có những lúc mình sẽ yếu đuối và mình nhả xuống. Thì đương nhiên mình vẫn cần một người phụ nữ có thể chống chịu cho mình trong khoảng thời gian đó. Rất hay. Thì em nghĩ kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? À, hai vợ chồng cùng làm. Rồi tới tháng lương hai người cùng gom lại. Rồi một phần mình sẽ để dành, một phần mình sẽ gửi cho ba mẹ hai bên. Nói chung hai vợ chồng cùng làm và cùng quản lý. Rồi. Cảm ơn em. Anh nói em nghe, anh khoái nhất cái câu nói của em là gì biết không? Hai vợ chồng tích lũy, bên cha mẹ đàn gái chút, cha mẹ đàn trai chút. Cái đó là hay nhất của em ha. Cái đó là điểm cao đó. Đây. Chào em gái. Dạ em chào anh. Anh này trầm tính ha. Em tìm đúng địa chỉ luôn á. Nhưng mà khoảng bao lâu thì cưới được nào? Khoảng 2 năm. 2 năm được không em trai? Dạ không sao. Không sao chân á. Chờ được. Đàn gái rất là chững chạc. Anh thấy hai bạn hợp lý đấy. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân cái đi. Rồi bạn gái em đi với ai nè? À, hôm nay em đi đến chương trình này với sếp em, các anh chị đồng nghiệp và bạn thân của em. Dạ, dạ em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh và toàn thể khán thính giả trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Thấy bạn nam nhìn rất là hiền, bờ vai rất là vững chắc nha. Dạ. Nhìn rất là hiền mà cá tính như thế là cũng tương đồng với em. Đây là chị nhận xét của chị thôi. Và chị cũng thấy là quan trọng là hai bạn cùng tìm hiểu. Chị thấy ok đó Nguyệt. Rồi, cảm ơn sếp. Ok rồi đó. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với ông anh với lại người bạn thân của em. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả đang xem. Em là anh Kết Nghĩa với Thảo. Bạn gái bên đây anh thấy còn nhỏ tuổi lắm, nhưng mà rất là biết suy nghĩ và rất là lanh á. Giống như là bù trừ được cho em. Thấy bạn này được á Thảo. Rồi, cảm ơn bạn. Coi như nãy giờ là ai cũng thấy được hết trơn rồi đó. Quan trọng là hai em thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn nhìn mặt nhau nha. Tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Em cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho anh. Đây là nó là chữ love. Em đã giữ chữ L và chữ O. Thì em tặng anh chữ V, chữ V và chữ E. Tiếng Việt thì nó có nghĩa là về. Nếu như thật sự mình phù hợp thì là mình về với nhau. Còn nữa là nếu như đến một lúc nào đó anh cảm thấy không phù hợp thì anh chỉ cần trả cho em hai chữ này thôi, không cần nói gì cả. Cảm ơn em. Cuối tuần em có rảnh không? Anh có hay bận việc cuối tuần? À dạ, cuối tuần thì thường em sẽ rảnh, trừ những trường hợp là em gặp khách hàng thôi. Thứ bảy chủ nhật anh sẽ rảnh.
Thì nếu như được thì mình đi cà phê. Dạ. Nếu chẳng hạn mình phù hợp mà mình cưới thì em nghĩ là em cũng chưa muốn có con sớm. Em muốn là hai người cùng cố gắng ổn định, có một cái công việc tốt. Rồi anh sau thấy... đó là mình mới nghĩ đến việc khác. Anh thấy sao ạ? Được, anh nghĩ là mình phải ổn định kinh tế và tài chính. Vì hiện tại thì anh cũng cảm thấy là anh rất là ổn rồi. Em có thích đi du lịch không? Em cực kỳ thích. Vậy là em dẫn anh đi được á. Dạ. Quan điểm tình yêu của hai bạn như thế nào? Em nghĩ là khi yêu thì mình nên có cái khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Người, đúng. Dạ. Với lại em muốn là có một người bên cạnh em những khi mà em cảm thấy mệt mỏi nhất thì chỉ cần là ngồi im lặng, ngồi bên cạnh em là được rồi. Cái đó thì anh làm rất là dễ dàng luôn á. Dạ. Ngồi im lặng tới sáng luôn được á. Bạn gái hơi nhỏ con á, bạn trai có ngại không? Không sao đâu, về anh nuôi. Về anh dễ thương quá, về anh nuôi. Dạ. Lúc mà em đăng ký tham gia chương trình á, em gần cả 100 kg lận á chị. Cái động lực để em giảm cân là em đăng ký chương trình luôn á. Là tới bây giờ là em vừa kịp lúc. Anh đang muốn xuống cân á. Chút chỉ anh bí quyết đi. Dạ, hiện tại em đang 80. Em làm sao mà em xuống được 20 kg? Dạ thì một phần cho mình ăn uống, một phần mình đi tập. Anh đâu mà ăn cơm mà ăn tô mà đòi xuống giảm cân chết rồi. Nãy giờ hai bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, bây giờ nhìn thẳng vào nhau. Mình nói một cái gì đó nó mình cảm nhận về nhau như thế nào và cảm xúc trong người mình hiện tại ra sao. Chúng ta quyết định bấm nút hay không? Xin mời hai bạn. Lúc mà nghe giọng của em bên sau cái bức màn, anh đã rất là tò mò. Thì thật sự thì khi gặp em thì em còn hơn cả những gì anh nghĩ nữa. Thì anh nghĩ là nếu như em cho anh cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau hơn, và mình sẽ hiểu nhau hơn, và mình sẽ chia sẻ những cái cuộc sống, công việc của mình. Em thấy anh là một người khá là trầm và hiền. Em nghĩ anh rất là hiền luôn á. Thì em nghĩ là chắc anh sẽ chịu đựng được em. Trong cái mối quan hệ thì nếu như em có giận hay em gì đó thì anh sẽ là im lặng. Hết thời gian rồi hai bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là có bấm nút hay không. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Bây giờ cái này thì sao? Chưa biết. Phải đợi thời gian. Đợi thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy làm thủ tục đầu tiên của chương trình bạn muốn hẹn hò. Thủ tục gì? Hôn nhau. Bạn ấy chưa bao hôn bao giờ đó em. Nào. Em cũng chưa mà. Chưa luôn hả? Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Thêm một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn với tổng phần quà trị giá 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Và đây là bộ cờ tướng xuống dưới đánh cờ với nhau. Tìm hiểu nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Cảm ơn hai bạn. Như vậy là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi, còn chuyện gì đến sẽ đến. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc của họ và hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận thiệp cưới càng sớm càng tốt. Chương trình bạn muốn hẹn hò với sự tài trợ của nhãn hàng UVC TV, đỉnh cao công nghệ Max TV. Quý vị có thể theo dõi chương trình trong khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng có thể xem lại chương trình kênh YouTube MCV Media hoặc là trên cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường và anh Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á, thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy. Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi được rồi, được. Dạ, em tên là Trầm Trọng Nghĩa, 21 tuổi, ở Đồng Nai, nhầm 27. Trời ơi! Em tên là Phan Thị Kiều Trinh, năm nay 25 tuổi. Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Gần hết. Em thì tính là bao lâu thì kết hôn được? Nếu mà đẩy nhanh tiến độ lên thì 6 tháng cũng được. 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.